Chỉnh thể phong thủy nhà hay phong thủy shop giúp gia tăng cơ hội về tài lộc. Xem mệnh cải vận giúp gia tăng may mắn và giảm đi vận xấu. Các bạn lưu ý, có tăng có giảm, không thể nào chuyển đen thành trắng, vì phong thủy không thay đổi được luật nhân quả. Hệ Toàn sinh tóm tắt nhóm 8, sinh từ 15 tháng 9 năm 85 cho đến 13 tháng 10 năm 85 dương lịch, tháng Ất Dậu. Người sinh tháng Dậu vào các tiết khí mùa thu, mệnh thường kỵ kim. Dụng thần mệnh khuyết đa phần là mộc hỏa và kỵ kim. Lưu ý, ai sinh mệnh ngày thuộc nhâm và tân thường không kỵ kim. Ai sinh mệnh ngày thuộc kỷ không nên dùng nhiều mộc. Năm sinh Sửu là nhóm người trầm tính, lầm lì, hiền lành, cọc tính, bao dung và hướng nội. Sinh tháng Dậu tượng trưng cho sức mạnh của kim, Dậu cố chấp khỏi bàn. Dậu thuộc kim, rất cố chấp, tranh cãi với họ dễ bị cao máu. Dậu là một trong tứ mã cực đoan, có tài lãnh đạo, khéo giao tiếp nhưng lời nói khá đanh thép. Năm Sửu tháng Dậu tương hợp là tượng tốt của lá số. Sinh mùa kim phượng, sinh mùa kim vượng đa phần là người mạnh mẽ, tính cách cực đoan, cố chấp cao, có thể dẫn đến kiêu ngạo, lời nói và hành động dễ gây phiền lòng người thân. Người sinh nhóm này kỵ kim, không nên dùng màu trắng xám. Nhà ở không nên có nhiều kim loại hoặc gương to, hạn chế đeo nhiều trang sức vàng bạc và cả kim cương đá quý. Thời vận 35 đến 44 tuổi của mệnh nữ hành vận kỷ Sửu thuộc thổ kim là vận rất kém. Tính cách giai đoạn này có thể dễ kiêu ngạo, không chịu thua thiệt bất kỳ ai, dễ có người đố kỵ. Năm Sửu hành vận Sửu là Phạm Thái Tuế. Thời vận 45 đến 54 tuổi hành vận Canh Dần, phải qua 5 năm sau mới bắt đầu vào vận tốt. Sửu gặp tháng Dần là có sao Hồng Loan, không tốt về chuyện tình cảm. Thời vận mệnh nam từ 31 đến 40 tuổi hành vận Tân Tỵ thuộc kim hỏa là vận kém, công việc nhiều trở ngại, khó tích trữ tài lộc. Ai sinh mệnh ngày thuộc Mậu, trong vận này nhiều cơ hội phát tài. Thời vận của họ từ 41 đến 50 tuổi hành vận Canh Thìn cũng là vận kém. Mời các bạn xem cuối video có hướng dẫn cho người thiếu mộc. Hệ Toàn xin tóm tắt nhóm 9, sinh từ 14 tháng 10 năm 85 cho đến 11 tháng 11 năm 85 dương lịch, tháng Bính Tuất. Tháng Tuất tiết khí cuối thu, Tuất thuộc thổ và hỏa. Nhóm sinh trước 22 tháng 10 dụng thần mệnh khuyết đa phần là khuyết mộc hỏa. Nhóm sinh sau 23 tháng 10 dụng thần mệnh khuyết đa phần khuyết thủy và mộc. Các bạn lưu ý, ai sinh mệnh ngày nhâm và tân thường luôn kỵ hỏa. Ai sinh mệnh ngày kỷ không nên dùng nhiều mộc. Tuổi Sửu gặp vận Tuất là có sao Quả Tú, mật mã dễ cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Năm sinh Sửu lầm lì, hiền lành, trầm tính, cọc tính, bao dung, hướng nội. Tháng sinh Tuất là nhóm người trầm tính, háo thắng và có khiếu kinh doanh. Tuất thuộc thổ hỏa là nhóm người bảo vệ gia đình hết mực, có nhiều cơ hội sở hữu đất đai nhà cửa, thường có khiếu kinh doanh, khá háo thắng, khéo léo trong giao tiếp. Sửu và Tuất đại diện cho hai khố, đại diện cho đất đai nhà cửa. Người sinh nhóm này đa phần kỵ thổ và hỏa, thường không nên dùng đỏ tím cam hồng, không nên nuôi chó, có thể nuôi mèo, không phù hợp thường xuyên vào bếp. Thời vận mệnh nữ từ 32 đến 41 tuổi đang hành vận Canh Dần, được xem là vận khá về tài lộc, tuy nhiên tính tình khó an tịnh, tính tình dễ nóng nảy. Ai sinh mệnh ngày thuộc Giáp và Tân, trong giai đoạn này dễ có cơ hội phát tài. Ai sinh mệnh ngày thuộc Bính là có sao Hồng Diễm, dễ biến động, khó khăn trắc trở chuyện tình cảm. Năm Sửu sinh tháng Dần có cả sao Hồng Loan, chủ về kết hôn và biến động chuyện tình cảm. Thời vận từ 42 đến 51 tuổi họ hành vận Tân Mão cũng là vận khá, trừ ai sinh mệnh ngày thuộc Nhâm và Tân. Thời vận mệnh nam từ 33 đến 42 tuổi hành vận Nhâm Ngọ thuộc thủy và hỏa. 5 năm đầu thời vận tốt hơn 5 năm sau. Ai sinh mệnh ngày kỷ và quý, trong vận này dễ có cơ hội phát tài. Năm Sửu gặp vận Ngọ là thời vận có sao Hàm Trì,
hàm trì, đào hoa, chu kỳ tình dục, lãng mạn, có duyên ăn nói và dễ gặp gỡ nhiều người, phù hợp ngành nghề kinh doanh dịch vụ. Thời vận 43 đến 52 tuổi, họ hành vận Tân Tỵ, tương tự vận trước, 5 năm kém và 5 năm khá. Mời các bạn xem cuối video có hướng dẫn cho người thiếu mộc. Khải Toàn xin tóm tắt nhóm 10, sinh từ 12 tháng 11 năm 85 đến 11 tháng 12 năm 85 dương lịch, tháng Đinh Hợi. Tháng Hợi vào các tiết khí lạnh, dụng thần mệnh khuyết, đa phần là khuyết hỏa và mộc, thường kỵ thủy. Những ai sinh mệnh ngày Nhâm và Tân thường không kỵ thủy. Năm Sửu gặp vận Hợi là có sao dịch mã, mật mã biến động đi xa, thay đổi chỗ ở và công việc và có thể xuất ngoại. Nếu năm sinh Sửu là nhóm người hiền lành, cộc tính và hướng nội thì tháng sinh Hợi cũng tương tự. Hợi hiền lành, hướng nội, tốt tính nhưng lại rất cộc tính. Hợi thuộc thủy mộc, hiền lành, thích ăn phận, ít phân tranh, giỏi thu xếp thời gian của mình để được an nhàn. Họ là những người giàu tình cảm và dễ bị dụ trong tình cảm. Mệnh thủy vượng thường rất là thông minh nhưng thường là an phận, xử lý nhiều theo tình cảm, xử lý nặng theo tình cảm hơn lý trí. Nhóm người sinh tháng Hợi đa phần là kỵ thủy, không nên dùng đen và xanh dương, không phù hợp chọn hình nền là cá, chuột, heo hoặc là dơi. Hạn chế cả sử dụng trang sức vàng bạc. Nhà ở không nên có nhiều gương to hoặc là đồ kim loại. Thời vận mệnh nữ 35 cho đến 44 tuổi đang hành vận Tân Mão thuộc kim và mộc. 5 năm đầu thời vận khá kém, 5 năm sau thời vận khá tốt. Ai sinh mệnh ngày thuộc Ất và Canh trong giai đoạn này dễ có cơ hội phát tài. Thời vận 45 cho đến 54 tuổi họ hành vận Nhâm Thìn, không phải vận tốt. Thời vận mệnh nam từ 31 cho đến 40 tuổi hành vận Quý Mùi, 5 năm đầu có nhiều cơ hội về tài lộc và tích chữ. Ai sinh mệnh ngày thuộc chữ Giáp hoặc là chữ Nhâm trong vận này có nhiều cơ hội phát tài. Thời vận của họ từ 41 đến 50 tuổi hành vận Nhâm Ngọ, trước 46 không tốt vì vẫn có nhiều thủy. Mời các bạn xem cuối video có hướng dẫn về mệnh thiếu hỏa. Hải Toàn xin tóm tắt nhóm 11, sinh từ 12 tháng 12 năm 85 cho đến 9 tháng 1 năm 86 dương lịch, tháng Mậu Tý. Tháng Tý vào các tiết khí lạnh, thời điểm này thủy rất vượng. Dụng thần mệnh khuyết đa phần là hỏa và mộc và kỵ thủy. Lưu ý ai sinh mệnh ngày Nhâm và Tân thường không kỵ thủy. Tuổi Ất Sửu sinh tháng Tý là có sao hàm trì, chủ về tướng mạo xinh đẹp, thông minh, đào hoa, lãng mạn, có duyên ăn nói. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng Tý có cả sao Hồng Loan, đại diện cho đào hoa, tình cảm cũng dễ biến động. Năm sinh Sửu lầm lì, hiền lành, trầm tính, cộc tính, bao dung, hướng nội thì người sinh tháng Tý đại diện cho người cố chấp cực độ, bảo vệ lý lẽ của mình hết mực. Nhóm người sinh vào tháng này xử lý nặng về tình cảm. Tý thuộc thủy, cá tính rất mạnh và cả ngạo mạn, lầm lì, cố chấp cao, là một trong tứ mã cực đoan, còn đại diện cho đào hoa, có tố chất của người lãnh đạo. Tý và Sửu tương hợp là tượng tốt của lá số. Sinh tháng Tý thủy vượng là người khó giữ được tiền, xử lý thử việc theo cảm tính hơn lý trí, đôi khi dễ ăn phận. Mệnh thủy vượng là người rất thông minh, nhược điểm ít khi cầu tiến, thích ăn phận, là người nhạy cảm trong tình yêu. Người kỵ thủy không nên dùng màu đen và xanh dương, nhà vệ sinh nên giữ sạch sẽ, nhà ở không nên có nhiều gương to, dùng màu ấm là chính. Thời vận mệnh nữ từ 30 cho đến 39 tuổi hành vận Nhâm Thìn thuộc thủy thổ, nhiều cơ hội về tài lộc nhưng khó tích trữ được. Tính cách giai đoạn này có thể đa sầu đa cảm. Những ai sinh mệnh ngày thuộc Ất trong giai đoạn này nhiều cơ hội phát tài. Những ai sinh mệnh ngày thuộc Mậu và Kỷ trong giai đoạn này có sao Hồng Diễm, rất dễ biến động chuyện tình cảm. Thời vận sau 40 đến 49 của họ hành vận Quý Tỵ, 5 năm cuối có vận khá hơn. Thời vận mệnh nam từ 35 đến 44 tuổi hành vận Giáp Thân thuộc mộc và kim, 5 năm đầu có vận khá, 5 năm sau có vận kém,
dễ hao tổn và phát sinh trong công việc. Ai sinh mệnh ngày thuộc tân trong vận này dễ có cơ hội phát tài. Với họ, thời vận sau 45 cho đến 54 tuổi hành vận Quý Mùi, qua 49 vận mới khá hơn nhiều. Mời các bạn xem thêm, xem cuối video có hướng dẫn cho mệnh thiếu mộc và thiếu hỏa. Cải toàn xin tóm tắt nhóm 12, sinh từ 10 tháng 1 năm 86 cho đến 8 tháng 2 năm 86 dương lịch, tháng Kỷ Sửu. Tháng Sửu các thiết khí này lạnh, đang là chuyển mùa, đa phần là người kỵ thủy và thổ ẩm. Dụng thần mệnh khuyết đa phần là hỏa và mộc, kỵ thủy và thổ. Lưu ý, ai sinh mệnh ngày thuộc nhâm và tân thường không kỵ thủy. Sửu gặp Sửu là có sao hoa cái, năm Sửu tháng Sửu. Hoa cái là chu kỳ nghệ thuật, học nhanh, hiểu nhanh, thị phi cô đơn. Nam có sao này rất là mạnh mẽ, nữ có sao này cũng mạnh mẽ và dễ cô đơn hơn. Mệnh có hai chữ Sửu. Sửu thuộc thổ kim, là một loại thương khố, thường đại diện cho đất đai nhà cửa. Hai Sửu là super lầm lì, trầm tính, hiền lành, rất cọc tính. Mệnh hướng nội bao dung, hiếu thuận và biết cho đi. Thời vận mệnh nữ 34 đến 43 tuổi đang hành vận Quý Tỵ thuộc thủy kim hỏa là vận khá kém. Ai sinh mệnh ngày thuộc Mậu và Quý trong vận này có nhiều cơ hội phát tài. Mệnh nữ từ 44 đến 53 tuổi hành vận Giáp Ngọ được xem là vận khá tốt, rất tốt về công danh và tài lộc. Thời vận của mệnh nam từ 33 đến 42 tuổi đang hành vận Ất Dậu thuộc Mộc và Kim, không phải thời vận thuận lợi, dễ phát sinh xung đột, lời nói dễ gây hiểu nhầm. Ai sinh mệnh ngày thuộc Tân và Bính trong vận này có nhiều cơ hội phát tài. Với mệnh nam từ 43 cho đến 52 tuổi hành vận Giáp Thân, 5 năm đầu có vận khá, 5 năm sau vận kém hơn. Mời các bạn xem đoạn sau video có hướng dẫn về mệnh thiếu hỏa. Học cải vận cũng như chăm sóc một cái cây, chăm sóc một vườn cây, bỏ nhiều công, chăm sóc nhiều thì thu nhiều, trồng ít, chăm sóc ít thì thu ít. Trong đó, tâm lý là một loại phong thủy mạnh nhất. Bạn nghĩ mình thay đổi được vận mệnh, bạn nghĩ rằng sống thiện lành thì nhân quả lành sẽ báo ứng. Học cải vận cần một thời gian kiên trì ứng dụng mới có thể đón nhận vận tốt. Trong gia đình có nhiều tiếng cười, không gian sạch sẽ là phong thủy tốt đơn giản. Hành thiền giúp tâm an tịnh, bố thí sẽ có phước đức. Các bạn tìm Google thầy Khải Toàn, các website phong thủy cải vận hoặc phong thủy khải toàn.com. Tiếp theo vào mục tra lá số. Hãy điền thông tin ngày sinh dương lịch của bạn vào. Sau khi điền xong nhấn lấy lá số. Kéo xuống phần thông tin. Đây là thông tin lá số của bạn. Đầu tiên chú ý đến mệnh ngày sinh, ví dụ ở đây là chữ Giáp. Tiếp theo là chủ tháng sinh, ví dụ ở đây là chữ Tỵ. Đây là đại vận. Tìm dụng thần đơn giản, ta lấy trực xung, ví dụ sinh tháng Tỵ ta lấy chữ Hợi. Ví dụ sinh tháng Mão ta lấy chữ Dậu. Ví dụ sinh tháng Ngọ ta lấy chữ Tý. Với người khuyết kim, màu trắng xám là kim, trang sức vàng bạc, đồng hồ tự động là vật trợ kim. Ăn thịt đông lạnh, kem, thịt gà, tổ yến cũng là kim. Đồ vật trong nhà, máy lạnh, tủ lạnh, gương, treo một bức tranh núi Phú Sĩ, tranh gà, tranh khỉ cũng là kim. Mỗi sáng, gõ vài tiếng vào chiếc chuông đồng là tăng vận kim. Đeo trang sức vàng bạc đá quý, ăn tổ yến, soi gương là tăng vận kim thủy. Khi ngủ dậy, mặt nên hướng về hướng Tây hoặc Tây Bắc. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu kim từ 15 đến 19 giờ, giờ buổi tối là giờ của thủy. Với người thiếu thủy, màu đen xanh dương là thủy, trang sức vàng bạc đá quý, xanh đen hoặc là dương. Cá, chuột, rồng, chuột Mickey, dơi, Batman cũng đại diện cho thủy. Các loại cá, tất cả các loại sinh vật biển đều là thủy.
hoặc ăn cơm gà, tổ yến, bia lạnh, sữa chua cũng là thủy. Mỗi sáng thức dậy, mặt nên hướng về hướng Tây Bắc hoặc hướng Bắc. Đi ngủ hoặc tập thể dục, có thể mang theo chai nước suối, vì nước là thủy. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu thủy là buổi tối. Nên tắm sáng và làm cho tóc ướt, giữ cho gương mặt luôn trắng sáng. Soi gương là cách tăng vận kim thủy tốt nhất. Với người thiếu mộc, màu xanh lá là mộc trang sức các loại đá có màu xanh lá, đá quý hoặc là vòng gỗ trầm, thạch anh tóc xanh lá. Động vật thỏ, hổ, mèo, Hello Kitty, Doraemon là mộc. Ăn rau xanh thích hợp cho việc ăn chay, ăn nấm hoặc trái cây màu xanh. Nên nuôi dưỡng râu, lông, tóc, móng mới có vận tốt. Đồ vật trong nhà, ban công có cây cối, kệ sách, bàn làm việc có nên có cây nhỏ. Giường nên dùng nhiều đồ gỗ, nón, tranh rừng hoa, cây cối là mộc. Mệnh cần mộc đi ngủ nên mang theo quyển sách, thường xuyên đọc sách. Nên sưu tầm giày dép túi sách mới là mộc đẹp. Không nên giữ giày dép túi sách cũ, tạp vật, sách báo cũ vì đây là mộc xấu xí. Giờ tốt cho mệnh thiếu mộc là buổi sáng sớm, giờ buổi trưa là giờ của hỏa. Sau 15 giờ là giờ của kim thủy. Mỗi sáng ngủ dậy, mặt nên hướng về hướng đông hoặc đông nam để gia tăng vận tốt. Với người thiếu hỏa, màu đỏ, tím, cam, vàng sậm, hồng được đại diện cho hỏa. Trang sức các loại đá có màu xanh lá cây hoặc màu đỏ. Nuôi chó là hỏa, nuôi mèo là mộc. Ngựa xe Ferrari, hiệu Polo cũng là hỏa. Ăn lẩu, đồ nướng, tim lợn, thịt dê, thịt bò, sô-cô-la đều là hỏa. Trên cơ thể của mình, phần đầu, mắt là hỏa, có thể nhuộm ít tóc đỏ. Đồ vật trong nhà, bếp, tivi, lò vi ba, máy vi tính, các thiết bị đại diện cho nhiệt đều là hỏa. Tranh mặt trời, tranh ngựa cũng là hỏa. Mỗi sáng nên gõ vài tiếng vào chiếc mỏ mộc và thắp nhang là tăng vận mộc hỏa. Khi ngủ dậy, mặt nên hướng về hướng nam hoặc hướng đông. Mệnh cần mộc hỏa, đi ngủ mang theo quyển sách, nên đọc nhiều sách báo. Nhà ở nên dùng nhiều màu ấm, nên thường xuyên vào bếp nấu ăn để tăng vận hỏa và tăng vận đào hoa. Giờ tốt trong ngày cho mệnh thiếu hỏa là 9 đến 15 giờ chiều hoặc giờ buổi sáng là giờ của mộc. Hải Toàn đã hướng dẫn cách tra dụng thần cho tuổi Ất Sửu theo 12 tháng sinh. Để chính xác hơn, cần phải xét thêm ngày giờ sinh và cả giới tính. Bát tự tứ trụ là xét cả 8 ô, trong đó cột ngày sinh khá là quan trọng. Xét mệnh ngày sinh, Hải Toàn xin tóm tắt như sau. Các bạn có thể nhìn vào đồ hình này. Các bạn nên kết hợp mệnh ngày sinh và tháng sinh của mình để tự trải nghiệm. Nếu tự nghiên cứu, bạn phải kiên trì, kiên nhẫn để ứng dụng. Thầy phong thủy chân thiện cho bạn phương pháp, việc còn lại bạn phải tự nỗ lực để cải thiện. Tuổi Ất Sửu cả nam và nữ là những người siêng năng chịu khó, muốn đạt được thành công cần phải nỗ lực rất nhiều, nỗ lực hơn nhiều người khác. Bù lại họ có tính bao dung nên cuộc đời dễ gặp quý nhân, dễ tai qua nạn khỏi. Nếu bạn là người hướng thiện, biết giúp đỡ mọi người, sống thiện lành, dùng tâm Bồ Tát của mình để thông cảm, để độ những người xung quanh, thì bạn hoàn toàn không cần quan tâm đến phong thủy cũng sẽ có vận tốt. Dù vận tốt hay không tốt, hãy dành thời gian tu tâm dưỡng tánh. Từ đây mọi suy nghĩ, mọi hành động của bạn đều chân thiện, tâm của bạn sẽ dễ an, bạn sẽ dễ thông cảm với những người bên cạnh. Được như vậy, phước duyên sẽ hồi đáp. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.